Điểm chung của những trận đấu trên sân của Metala và Anfield đó là ngoài những cầu thủ trọng tài thì các chú mèo cũng luôn góp vui trên sân bóng. Và các trận đấu đã bị gián đoạn để các nhân viên tiện các vị khách không mời mà đến để các trận đấu có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Nhưng ngoài những chú mèo thì còn rất nhiều những loài vật khác với đủ kích cỡ, chủng loại cũng thích chơi bóng và góp mặt trên sân cỏ. Hãy cùng điểm lại những vị khách không mời làm gián đoạn sân đấu nhé. Hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh cũng như theo dõi những video tiếp theo. Trong cuộc sống có rất nhiều biến cố bất ngờ có thể xảy ra và dĩ nhiên chúng ta không thể nào lường trước được mọi thứ. Có những thứ tốt đẹp mang lại niềm vui cho chúng ta, nhưng cũng có những thứ khiến chúng ta cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Và hôm nay xin mời các bạn cùng chúng tôi thưởng thức những vị khách đặc biệt làm trận đấu phải tạm hoãn. Thời đại 4.0 công nghệ phát triển vượt bậc, vậy nên khi một trận đấu phải tạm gác lại vì một lý do khó có thể chấp nhận được, như thiếu một quả bóng thi đấu có dạng tương tự quả bóng ban đầu để cho các cầu thủ trên sân có thể tiếp tục trận đấu ở trong tình huống này. Ngay lập tức, những thành viên thuộc ban lãnh đạo sân vận động đã triệu tập khẩn một chiếc máy bay để ship thần tốc một quả bóng tương tự nhằm tối thiểu thời gian tạm hoãn của trận đấu. Đây là một hình ảnh đã quá quen thuộc với chúng ta khi một trong ba họng pháo nặng của PSG nổ súng để toàn đội cũng như cổ động viên của họ có dịp xúm lại ăn mừng, và chủ nhân của bàn thắng lần này là Edinson Cavani. Thế nhưng chẳng biết cơn gió nào đã đưa hai chàng thanh niên rất vồ nghĩnh xuất hiện trong trang phục cosplay ninja rùa đậm chất hài kịch, khiến cho các cầu thủ áo vàng bị hoang mang nhẹ. Ngoại trừ Dani Alves tấu hài bằng một tình huống giả vờ rút thẻ đỏ cho hai chú rùa, còn Neymar và đặc biệt là Mbappe lại tỏ ra thích thú với sự hiện diện này. Khi trận đấu đang diễn ra một cách rất bình thường, bóng được các cầu thủ luân chuyển đến sát đường biên ngang tại vị trí đang có sự hiện diện của huấn luyện viên Jose Mourinho. Chẳng biết vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đang bức xúc về vấn đề gì, nhưng bỗng nhiên ông lại lao vào sân và vào bóng từ phía sau, khiến cầu thủ đang sở hữu bóng phải té ngửa xuống sân, mặc dù lúc đó không hề có một tín hiệu nào từ trọng tài. Người đặc biệt vẫn là người đặc biệt. Thường thì khi có một vị khách lạ mặt xuất hiện trong trận đấu hay trên sân tập, các nhân viên an ninh sẽ nhanh chóng tiếp cận và cưỡng chế vị khách ấy ra khỏi khuôn khổ không có phần sự miễn vào. Nhưng với sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này, chẳng một nhân viên hay cầu thủ nào đủ tự tin để tiếp cận, chứ chẳng cần nói đến khống chế. Việc duy nhất họ có thể làm là làm ngơ và hy vọng vị khách này sẽ tự rời khỏi sân cỏ khi đã cảm thấy ở đây chán ngắt và chẳng có gì để chơi nữa. Đây cũng không phải là một trường hợp quá hiếm gặp của làng túc cầu, khi những cổ động viên quá khích rời khỏi ghế ngồi của mình, lao xuống sân và sút bóng khi trận đấu vẫn đang diễn ra.
Nhưng anh chàng cổ động viên này là một trường hợp đặc biệt khi không những đột nhập vào sân mà anh này còn đưa tay ra dấu hiệu xin bóng như một cầu thủ và tiến lại suốt tung lưới một anh chàng thủ môn, mặc sự ngán ngẩm của người gác đền này và toàn bộ cầu thủ trên sân. Khi bạn muốn làm cầu thủ bóng đá nhưng thân hình không cho phép là đây. Với những gì đã làm được sau gần 10 năm tung hoành trên khắp các mặt cỏ nóng nhất ở lục địa già, kể từ năm 2011, Ronaldinho quay trở về quê nhà chơi bóng với tư cách là một tượng đài không thể bị xô đổ của làng túc cầu và là nơi gìn giữ của hàng triệu con tim yêu bóng đá đẹp. Đó chính là lý do vì sao, mặc dù trận đấu đang diễn ra, một cổ động viên đã một mực chạy xuống sân hướng thẳng về phía Rooney và ôm chầm lấy anh với hai hàng nước mắt tuôn trào để thể hiện sự yêu mến và kính trọng cho anh. Người ta nói yêu vào là lú, quả không sai. Trái với hình ảnh người hâm mộ thể hiện sự yêu mến và tôn trọng tuyệt đối với Ronaldinho, vị cổ động viên này lại tỏ ra không mấy thiện cảm với cầu thủ của chúng ta khi vị khán giả này lao xuống sân trong trạng thái không mặc áo và tiến đến xúc quả bóng rồi vung chân thẳng vào cầu thủ của chúng ta với hàm ý đầy thách thức như kiểu muốn ăn đủ thua đủ với cầu thủ này. Cầu thủ khoác áo số 7 này cũng không phải dạng vừa khi bóp cổ và đạp vị cổ động viên kia ra để rồi nhận một cái kết là chiếc thẻ đỏ từ trọng tài. Đắng à mà thôi. Trong trường hợp này, một nhân viên của bộ phận y tế đứng trước nguy cơ chứng kiến đội bóng mình yêu thích bị thủng lưới, anh chàng đã không thể kìm lòng được và lao vào thế chỗ thủ môn để 5 lần 7 lượt cứu thua cho đội bóng, rồi nhanh chóng cuốn gói trước khi bị các cầu thủ đối phương không cho thấy đường về nhà. Mục đích duy nhất của anh chàng khi xuất hiện trên sân bóng lần này chắc hẳn là muốn tác động cơ học bằng gậy với một lực lớn nhất có thể vào vị trí trọng tài mà anh rất cay cú. Nguyên nhân thì có lẽ là xoay quanh với việc anh bức xúc về những quyết định không công bằng của vị vua áo đen này đã gây ra hệ lụy tiêu cực cho đội bóng của anh, hoặc cũng có thể là một lý do cá nhân nào khác. Nhưng tóm lại là làm trọng tài thật nguy hiểm. Thoạt nhìn thì đây giống như các cầu thủ nằm sân vì đang gặp phải một cuộc công kích của khủng bố. Nhưng sự thật có lẽ khiến nhiều bạn bất ngờ khi tác nhân chính của vụ việc này lại đến từ động vật và cụ thể hơn là một bầy ong. Video cũng xin được dừng lại tại đây, ấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.